CEO Chi Cây Nguyễn tự biến mình thành tuyển thủ thứ 6 của GAM. Bất chấp việc là đội tuyển giàu thành tích nhất Việt Nam với 7 chức vô địch V-Set, GAM từng có thời điểm không được lòng nhiều fan. Nguyên nhân không liên quan đến vấn đề chuyên môn mà đến từ rất nhiều scandal liên quan đến cách ban lãnh đạo đối xử với một vài tuyển thủ dưới trướng. Thế nhưng từ lúc đổi sang chủ mới, mọi chuyện đã khác trước rất nhiều. Cụ thể với sự xuất hiện của Chi Cây Nguyễn, đội tuyển áo vàng đen đã có màn lột xác ngoạn mục, liên tiếp giành nhiều thành tựu khác nhau chỉ trong thời gian ngắn. Thành công ấy bắt đầu từ những thay đổi mang tính bước ngoặt. Đầu tiên, khác biệt đáng kể nhất mà anh Chi Cây Nguyễn tạo ra là bộ mặt hoàn toàn mới của đội ngũ lãnh đạo. Nếu giới chủ cũ trước đó chỉ xuất hiện theo dạng tin đồn, ở sau chỉ đạo mà không ra mặt, giải đáp thắc mắc của dư luận, thì anh Chi Cây Nguyễn chọn cách minh bạch, rõ ràng. Gần như GAM xuất hiện ở đâu là ở đó có Chi Cây Nguyễn. Từ những event quảng bá lớn nhỏ cho đến nhà thi đấu, ông chủ 35 tuổi đã tự biến bản thân thành tuyển thủ thứ 6, liên tục truyền lửa cho đồng đội và không ngại tiếp xúc với phóng viên. Trên mạng xã hội, Chi Cây hoạt động năng nổ chẳng kém. Anh thường xuyên đăng hình ảnh thường nhật của các tuyển thủ, tương tác và trả lời câu hỏi của fan. GAM dưới thời Chi Cây Nguyễn cũng thay đổi nhiều ở cách sáng tạo nội dung. Họ ra những series hấp dẫn xoay quanh mảng hậu trường tuyển thủ. Thêm vào đấy, đội tuyển này cũng chủ động tổ chức offline ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để giúp các cổ động viên tương tác trực tiếp với tuyển thủ, qua đó thu về sự hưởng ứng nhiệt liệt từ cộng đồng. Chi Cây muốn cái bài hát đó ra trước khi chung kết thế giới, mà Chi Cây đang làm việc bên Riot để làm sao là đúng không? Các bạn bước lên sân khấu ở chung kết thế giới. GAM GAM, we are Vietnam. GAM GAM, màu đỏ sao vậy? Yes. Trong chiến dịch xin visa đi chung kết thế giới năm nay, Chi Cây Nguyễn đóng vai trò rất quan trọng. Bằng kinh nghiệm và các mối quan hệ, vị CEO 35 tuổi đã hướng dẫn các tuyển thủ từ A đến Z, từ phong cách ăn mặc, cách giữ được sự tự tin cho đến cách trả lời phỏng vấn sao cho lọt tai. Đồng thời, anh cũng liên tục cập nhật tình hình trên trang cá nhân để trấn an người hâm mộ. Nỗ lực của cá nhân Chi Cây cùng tập thể GAM cuối cùng đã đem tới trái ngọt khi toàn bộ thành viên của đội đã có được visa sang Mỹ. Không chỉ dẫn dắt GAM bằng cái tâm, mà cái tầm lãnh đạo của Chi Cây Nguyễn cũng được thể hiện thông qua từng thay đổi của GAM, đặc biệt là sự thể hiện ấn tượng của đội để giành tấm huy chương vàng SEA Games 31. Thời điểm mới mua lại GAM, anh Chi Cây từng tiết lộ tầm nhìn của mình rằng GAM sẽ là bước đầu giúp eSports được công nhận và ủng hộ tích cực hơn ở Việt Nam. Nhưng ấn tượng mà đội tuyển áo vàng đen để lại ở kỳ SEA Games vừa qua cho thấy mục tiêu của anh Chi Cây đang dần trở thành sự thật. Hi guys, I'm already hungry already and I'm in the mood for some chicken. So I'm hoping these guys can help me bring some chicken home, baby. Let's go. Let's go to America. Yeah. You wanna fight? Huh? Yeah, you wanna go with my guy with me. Yeah. Thế mới thấy, bằng nhiều nỗ lực cộng với một chút may mắn, Chi Cây Nguyễn đã xây dựng lại hình ảnh cho GAM và từng bước hiện thực hóa tầm nhìn. Sự sốt sáng của anh đã khiến tất cả quên đi một khoảng thời gian xấu xí của đội tuyển áo vàng đen, thay bằng sự tích cực hiện tại. Trong tương lai, chúng ta có thể tin rằng tổ chức GAM sẽ phát triển hơn nữa dưới thời Chi Cây. Nếu may mắn, cách làm đúng đắn của vị CEO này sẽ được nhân rộng ra cả hệ sinh thái eSports Việt nói chung, chứ không chỉ riêng liên minh.